Thưa quý vị, Việt Nam có thể cho phép mang thai hộ. Ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Y tế Việt Nam vừa cho hay, pháp luật Việt Nam có thể cho phép mang thai hộ người thân của mình trong tương lai. Đây là một trong những điều khoản của dự thảo nghị định hướng dẫn luật hôn nhân gia đình được Bộ Y tế Việt Nam công bố mới đây để thu thập ý kiến người dân. Vấn đề này đang gây tranh cãi giữa hai phe bên và chống việc cho phép mang thai hộ tại Việt Nam. Theo báo Mạng Người đưa tin, có nhiều phụ nữ lén lút mang thai hộ cho người khác tại Việt Nam thời gian qua. Báo này dẫn nhiều câu chuyện cho thấy bi kịch xuất hiện trong một số gia đình trẻ vì người vợ không mang bầu sau thời gian dài lập gia đình. Vì vậy, dù bị cấm, dịch vụ mang thai hộ vẫn được tiến hành ráo riết thông qua biện pháp thụ thai nhân tạo. Một bác sĩ tùng sự tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tỏ ý tiếc về việc pháp luật không cho phép mang thai hộ để giúp cho các bà muốn có con mà không thể mang bầu. Vì bác sĩ nói rằng một số bà lâm vào tình cảnh này vì niêm mạc tử cung mỏng, không giữ được thai hoặc vì mắc tật, tắc vòi tử cung. Vẫn theo báo Người đưa tin, dịch vụ mang thai hộ xuất hiện công khai trên mạng cũng đã giúp nhiều người Việt Nam trao đổi nhu cầu bức thiết của mình. Báo cũng cho hay, tiền công mang thai hộ hiện nay đã vọt lên từ 70 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng, tương đương từ 3.500 cho đến 15.000 Mỹ Kim. Tại một cuộc hội thảo diễn ra ở Hà Nội hôm ngày 12 tháng 2 năm 2013, ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam xác nhận, Việt Nam hiện có gần 14.500 cặp vợ chồng vô sinh.